Xin chào các bạn, các bạn có biết là hồi tháng 9 mới đây thôi thì giá của Bitcoin đó chỉ có là 10.000 đô nhưng mà cho tới ngày hôm nay, hôm nay là ngày 7 tây tháng 1 năm 2021 là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ thì giá Bitcoin đã lên tới cái mức là 38.000 rồi và cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ giá Bitcoin đã qua luôn 40.000 đô thì có thể nhiều bạn có thể là nhìn vào cái tình trạng tăng trưởng một cách không kiểm soát thì có phần hứng thú nhưng mà cũng có phần là lo ngại những bạn nào mà đang như Bitcoin thì tôi nghĩ là có cả hai vừa hứng thú là rất là phấn khởi tại vì giá Bitcoin tăng lên nhưng mà lại rất là lo ngại không biết là khi nào giá Bitcoin sập vân vân thì tại sao Bitcoin đã tăng mạnh như vậy thì để thuần giải thích cho các bạn một cái điều mà rất là dễ hiểu đó chính là cái hiệu ứng FOMO. FOMO có nghĩa là gì? FOMO có nghĩa là Fear of Missing Out, có nghĩa là các bạn sợ bị bỏ lỡ cơ hội. Thì chúng ta thấy là Bitcoin đó, thực ra mà nói là không phải là mọi người bây giờ thức dậy, mọi người đều tự nhiên nghĩ ra được là Bitcoin đáng giá như thế nào rồi đây ảo ạt đổ vào mua. Không phải là như vậy, tại vì các bạn thấy là những người mà nghĩ Bitcoin có giá trị, biết Bitcoin giá trị nằm ở đâu như là tôi đã chia sẻ với các bạn trong vòng bao nhiêu năm qua những người đó thì vẫn tiếp tục mua trong thời gian qua, nhưng mà thật ra mà nói các bạn thấy là giá Bitcoin đó thực sự là có nhiều cái sự quan tâm khi mà chúng ta thấy cái công ty uh, lớn lên sàn chứng khoán đầu tiên của Hoa Kỳ mà mua số so lớn Bitcoin đó chính là công ty Michael Strategy các bạn thấy là họ mua mới đầu là thường nhớ là 450 triệu, sau đó họ mua thêm và lại tiếp tục mua thêm cho tới bây giờ cái số lượng bitcoin họ mua đó đã lên tới 1 tỷ đô la rồi thì các bạn thấy là họ mua rất là nhiều và Michael Saylor là một trong những người mà có thể là rất là có tài ăn nói cho nên sau đó được mời lên rất nhiều những cái chương trình TV các bạn thấy được là Michael Strategy lên trên CNBC lên trên nhiều đài để mà nói về cái lý do tại sao thì các bạn thấy là Michael Strategy mua cái số lượng lớn lưu trữ trong công ty thì lần lượt các bạn lại thấy được là có một số những công ty khác thì lại có cái định tương tự chúng ta bắt đầu nhận được những thông tin như là công ty Mass Mutual của 100 triệu vân vân thì các bạn thấy những công ty lớn này đó là những công ty mà gây ra cái làn sóng FOMO đến từ những nhà đầu tư lớn tôi nói tới nhà đầu tư lớn trước sau đó đó tới những nhà đầu tư riêng lẻ tại vì các bạn thấy là những nhà đầu tư lớn đó khi mà các bạn nhìn vào những thông tin thì được ra mà nói là thông tin đầy hết là Bitcoin Wells nghĩa là những cái người mà lưu trữ như Bitcoin đó thì những cái cá voi đang tích lũy rất là nhiều đó chính là những cái công ty lớn các bạn thấy là ở trên Coinbase thấy có hiện tượng này những sàn khác cũng có hiện tượng tương tự và bây giờ các bạn thấy là chúng ta nhìn vào cái distribution đi nghĩa là cái sự phân phối Bitcoin thì các bạn thấy được đây là cái bản danh sách mà phân phối Bitcoin thì các bạn thấy rất rõ ràng là chúng ta thấy là bây giờ đó cái số lượng Bitcoin đó là các bạn thấy đã lên tới cái mức là gần như 90%. 90% của tất cả Bitcoin đều được nằm trong những cái ví là có ít nhất là 10 Bitcoin trở lên. Thì các bạn thấy được là cái số lượng ví mà nằm trong cái à, phân phối này đã không có nhiều. Các bạn thấy là 10 tới 100 Bitcoin chỉ có 0,4% của tất cả ví trên mạng lưới Bitcoin là có cái số lượng này mà thôi. Còn cái số lượng từ 100 tới 1000 ít hơn nữa 0,04% của tất cả ví là có cái số lượng Bitcoin này và 1 ngàn tới 10 000 lại còn ít hơn nữa là 0,01% của tất cả ví thì các bạn thấy được là 10 Bitcoin bây giờ thôi đã là gần tới cái mức là 400 000 đô rồi cho nên các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin bây giờ đó là gần như 90%, 85, mấy phần trăm đã được lưu trữ chỉ trong 0,5% của tất cả ví thôi điều này cho các bạn thấy được gì? điều này cho các bạn thấy được là Bitcoin đang được tích lũy trong những cái ví của những người có tiền chứ không phải là trong những cái ví của những người bình thường các bạn thấy được là 10 Bitcoin đã là 400 ngàn rồi Chứ đừng nói tới là 100 Bitcoin hay là 1 000 Bitcoin hay là 10 000 Bitcoin Thì đây là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là sự thật là cá voi đang tích lũy Và đây cũng là một điều mà thường nghĩ là không ai cảm thấy là lạ hết Chúng ta đã nghe nói tới rất nhiều những cái thông tin rồi Thì tại sao mà cá voi lại đột ngột tích lũy nhiều như vậy Có phải là tự nhiên các bạn thấy những công ty như là công ty mass Mutual thức dậy Rồi họ lại thấy là họ đã bỏ lỡ Bitcoin Họ cảm thấy Bitcoin quá tiềm năng cho nên đầu tư không phải như vậy đâu các bạn. Các bạn thấy được là chúng ta thấy nhiều công ty lớn bắt đầu là ra quyết định là ủng hộ thị trường này. Chúng ta thấy những công ty như là công ty Square cũng mua 50 triệu đô la Bitcoin, chúng ta thấy công ty PayPal ra thông tin là sẽ hỗ trợ thị trường này bằng cách là cho những khách hàng của họ mua bán Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin và các bạn cũng thấy là những cái nhà đầu tư lớn đó như là Paul Tudor Jones hay là Stanley Druckenmiller ngay cả những người mà nổi tiếng như là Robert Kiyosaki cũng đứng ra để mà nói là Bitcoin là tương lai và sẽ lưu trữ Bitcoin như là một loại vàng điện tử thì cái câu chuyện đó, đó đã từ từ thấm vào những người ở trên Wall Street. Các bạn thấy là những nhà đầu tư trên Wall Street ấy, thường cũng đã chia sẻ trước đây là những cái quỹ quản lý đó tài tiền đầu tư đó thì những người mà quản lý quỹ họ kiếm rất nhiều tiền có thể nói là họ kiếm hàng triệu triệu đô la mỗi một năm cho nên công việc này của họ đối với họ À, là một cái công việc mà đem lại rất nhiều những cái lợi ích tài chính cho họ cho nên những nhà mà quản lý quỹ đầu tư đó thường họ không có muốn là mạo hiểm tại vì nếu như mà họ mạo hiểm mà họ đón sai thì sẽ dẫn đến là khách hàng của họ rời bỏ công ty khiến cho họ không kiếm được lợi nhuận cho nên những cái nhà mà quản lý quỹ đầu tư trên Wall Street đó, thì họ rất là cẩn thận trong việc lựa chọn những mà đầu tư Tại sao mà các bạn thấy là nhiều nhà đầu tư trên Wall Street họ chỉ đầu tư vào những cái mảng đầu tư mà gọi là an toàn đối với nhiều người? Tại vì cũng tương tự họ không muốn chấp nhận quá nhiều nguy hiểm tại vì họ sợ là lỡ nhưng mà họ đoán sai thì sẽ mất khách hàng tại vì cái lương của họ rất là cao các bạn thấy là thường ở trên Wall Street một quỹ bình thường thì cái phí quản lý quỹ hàng năm là hai phần trăm và nếu như mà hàng năm có lời đó họ sẽ lấy 20% phần trăm của cái phần tiền lời cho nên các bạn thấy được là họ kiếm được rất nhiều tiền vì lý do đó thường họ sẽ không có muốn đụng đến những cái mã đầu tư mà quá nguy hiểm quá mới nhưng mà các bạn thấy được là khi mà chúng ta nghe nói từ những cái nhà đầu tư lớn như là Paul Tudor Jones À, và Stanley Miller nói tốt với Bitcoin nói là họ đã lưu trữ một phần Bitcoin rồi thì các bạn thấy là chúng ta nghe nói tới những công ty như là Mass Mutual cũng bắt đầu lưu trữ Bitcoin thì những nhà đầu tư trên Wall Street đó họ sẽ cảm thấy là an tâm hơn họ cảm thấy được là bây giờ mình có thể là để một số tiền trong quỹ này vào trong Bitcoin thì cũng không sao hết tại vì lỡ như lỡ như mà chuyện đã xảy ra mà những cái khách hàng hạch hỏi tại sao là như vậy họ sẽ nói là thấy những đầu tư lớn như là Paul Jones hay là công ty Mass Mutual mua cho nên đây là lý do tại sao mà họ mua thì các bạn thấy được là lợi ích của chuyện gì thì họ cũng không có bị quá nhiều trách nhiệm tại vì đây là một cái tài sản mà đã được chấp nhận bởi những cái quỹ lớn hay những công ty lớn rồi các bạn có hiểu ý của thằng muốn nói hay là không cho nên họ sẽ bớt nhiệm đi hơn là không ai làm mà họ lại tự đi làm có nghĩa là không ai đầu tư Bitcoin mà họ lại tự mình đầu tư Bitcoin thì cái trách nhiệm nó sẽ lớn hơn là họ có thể chỉ vào một cái công ty khác mà nói là công ty đó cũng như vậy mà thôi tại vì đây là cái xu hướng của thị trường cho nên họ đi theo xu hướng chứ họ không muốn là bỏ lại cái xu hướng thì họ sẽ bớt trách nhiệm hơn. Vì lý do đó các bạn thấy là lần lượt nhiều những cái quỹ đầu tư ảo ạt đổ Bitcoin. Các bạn thấy là họ thực sự cũng chẳng quan tâm đến Bitcoin là gì cái mà họ quan tâm đến là lợi nhuận mà thôi cho nên nếu như mà có thể nếu như mà họ có thể để trốn tránh được trách nhiệm thì những quỹ đầu tư lớn đó họ sẽ đầu tư vào những màu đầu tư cực kỳ nguy hiểm tại vì sao những mã đầu tư đó mới đem được lợi nhuận tốt cho họ mà cái tiền họ dùng để đầu tư là tiền của khách hàng cho nên các bạn thấy được là họ không có một cái gì gọi là rủi ro hết nhưng mà chỉ là họ không muốn là công ty duy nhất làm cái vấn đề đó nhưng mà bây giờ các bạn thấy là hầu như là những nhà đầu tư lớn đã coi như đã đóng một cái mọc, đó chính là cái mọc chấp nhận. Bitcoin là một cái mảng đầu tư và cũng tương tự, các bạn sẽ thấy là cái mọc chấp nhận này cũng sẽ được đóng cho đồng Ethereum. Tại vì đây là hai đồng mà nhiều nhà đầu tư quan tâm tới nhất và khi mà cái mọc đó được đóng rồi, thì những quý đầu tư khác sẽ đổ vào. Đây là cái hiệu ứng FOMO của những nhà đầu tư lớn và các bạn sẽ thấy điện này sẽ tiếp tục và tiếp tục xảy ra và chứ đó nữa các bạn thấy là không phải tự nhiên mà công ty paypal hỗ trợ thị trường bitcoin này lý do là tại vì các bạn thấy là cái nhu cầu quá lớn đến từ khách hàng của họ cho nên họ không muốn bỏ lỡ không muốn làm những khách hàng của họ đi nơi khác tại vì khi mà các bạn thấy là khách hàng của mình đang đầu tư với công ty của mình đi nhưng mà tự nhiên khách hàng của mình thì muốn đầu tư vào bitcoin tại vì họ muốn nó mua cổ phiếu rồi mua bitcoin nhưng mà nếu như mà mình không có À, hỗ trợ Bitcoin đó thì các bạn sẽ thấy là khách hàng của họ sẽ đi mở chương mục ở một nơi khác khiến cho là các bạn sẽ thấy là họ sẽ mất đi khách hàng đó và có thể là nơi khác vừa hỗ trợ Bitcoin vừa hỗ trợ cổ phiếu thì sẽ dẫn đến là họ mất luôn cái khách hàng đó cho nên vì lý do đó các bạn thấy là những cái ngân hàng bây giờ những cái ứng dụng như là PayPal hay là Square thì cũng đã có quyết định là sẽ hỗ trợ thị trường crypto này đây là một cái lý do tại sao mà mới đầu họ lại phải hỗ trợ tại vì cái nhu cầu đến từ những nhà đầu tư thông thường quá lớn khiến cho là họ phải đưa ra cái sản phẩm này và từ đó các bạn thấy là cứ dẫn đến những nhà đầu tư lớn lại cảm thấy đây là một cái dấu hiệu là ngay cái công ty PayPal cũng hỗ trợ crypto thì coi như đây là một cái mọc là crypto là một cái mảng đầu tư rất là ok cho họ đầu tư vào và từ đó các bạn thấy những nhà đầu tư lớn như là Porto Jones lại đi vào thị trường này dẫn đến cái hưởng FOMO mà Thuận mới vừa giải thích với các bạn thì đây là cái tinh hình liên quan tới những nhà đầu tư À, lớn những tổ chức đầu tư. Chúng ta bây giờ sẽ nói tới cái dưỡng FOMO của những người thông thường. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà bạn chưa có theo dõi Thuong Capital trên mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter, và telegram và nếu như mà các bạn đang tìm hiểu những cái sàn giao dịch hay là những cái ứng dụng những cái sản phẩm liên quan tới trên crypto này các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng cap của đồng ta bấm vào cái link bên dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin liên quan tới những cái ưu đãi như là nhận được bonus khi mà setup cho sàn hay là các bạn có thể giảm phí giao dịch những sàn như là SnapX, MT, binance bybit coinbase vân vân và các bạn có thể bấm vào cái nút màu xanh lá cây để đăng ký vào group nhận hỗ trợ và trả lời những thắc mắc khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng này và các bạn có thể tham gia vào learning có lãi như là BlockFi và ứng dụng CryptoQuant, ứng dụng mà biểu đồ phân tích mà thường thường hay chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin liên quan tới cái sự FOMO đến từ những cái nhà đầu tư thông thường, nghĩa là Thùng với các bạn đi thì các bạn thấy là chúng ta bây giờ đó sau khi chúng ta chứng kiến một cái thời gian là khoảng chừng 2-3 tháng có cái sự FOMO đến từ những nhà đầu tư lớn như cái tổ chức đầu tư như là Thụ mới vừa chia sẻ đó thì chúng ta bây giờ đã thấy bắt đầu cái sự nổi dị của những nhà đầu tư thông thường như thường chia sẻ trong những cái video thì chúng ta thấy là khi mà Bitcoin tăng trưởng đó thì lại có rất nhiều những bài báo như các bạn thấy là Market Watch à, chia sẻ một cái bài bài này là liên quan tới tại sao mà JP Morgan nhưng hàng JP Morgan nó nghĩ là Bitcoin sẽ đạt tới 146 000 Tại vì sao? Tại vì họ nói là nếu như mà họ chỉ tính cái phần trăm Bitcoin so sánh với lại Go ETF người đặc quỹ đầu tư uh, Go mà các bạn có thể mua ở trên những sàn chứng khoán đó thì chúng ta chỉ tính riêng là cái quỹ đầu tư Go ETF thôi Thì nếu như Bitcoin đạt được cái mức đó Thì một Bitcoin sẽ đến cái mức giá là 146 ngàn Thì Thuận sẽ không có đi sâu vào cái sự phân tích này Mà ý muốn nói với các bạn đây đó là những thông tin này Những thông tin mà gây ra FOMO cho những người thông thường Tại vì các bạn thấy là một người thông thường họ không biết gì về đầu tư Họ không có hiểu nhiều về crypto Nhưng mà họ lại nghe JP Morgan, một cái ngân hàng mà họ rất quen thuộc Một ngân hàng lớn trong tầm mắt của họ mà nói là Bitcoin sẽ có thể đạt được trong thời gian ngắn 146.000 Thì các bạn nghĩ là họ sẽ làm gì? Đây là một trong những cái điều mà dẫn đến cái sự FOMO đến từ những nhà đầu tư thông thường Và hơn thế nữa là các bạn thấy là khi mà cái giá cả tăng đó thì sẽ dẫn đến gì? Dẫn đến là nhiều người có lời và nhiều người đó thì họ sẽ có bạn bè, có người thân thì sẽ dẫn đến là những người thân như bạn bè họ sẽ bắt đầu là xôn xao. Các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn mới vừa nói với một ai đó là các bạn đầu tư vào Bitcoin thì cái phản ứng đầu tiên của nhiều người sẽ là có chút nghi ngờ giống như là không hiểu lắm và cũng nghĩ đây là một cái trò lừa đảo hay là một cái mô hình kim tự tháp gì đó vân vân Đây là một cái phản ứng rất bình thường của những người mới. Các bạn thấy là lần đầu tiên được nghe về Bitcoin năm, 2000, năm 2010 thì cũng vậy thôi. Tôi cũng cảm thấy là Bitcoin có gì đó không có đúng và có gì đó là không an toàn lắm đây là một cái phản ứng rất bình thường tại vì đây là một cái suy nghĩ rất là mới cũng như là các bạn nói là đầu tư vào internet của năm 2000 vậy đó lúc đó các bạn thấy là nhiều người cũng sẽ có cái sự uh, nghi ngờ là các bạn đã đầu tư về cái lĩnh vực gì bây giờ cũng vậy thôi nhưng mà các bạn thấy là sau đó vài tháng các bạn có lời thì các bạn lại chia sẻ là các bạn có lời bao nhiêu thì lúc đó các bạn thấy được là cái sự phản ứng sẽ khác đi cho nên chúng ta mới thấy là nhiều người mới sẽ bắt đầu FOMO vào thị trường này lý do tại sao lý do không phải là tại vì họ hiểu bitcoin là gì hay là họ hiểu crypto điều gì chỉ đơn giản chỉ đơn giản là tại vì họ biết người nào đó đang có lời rất nhiều cho nên họ mới tham gia vào mà thôi họ sợ là họ bỏ mất đi cái cơ hội lợi nhuận đó đây sẽ là cái đợt fomo kế tiếp của thị trường này và cái số tiền đó các bạn thấy đây sẽ đẩy vào bitcoin trước như thường đã chia sẻ và cái giá bitcoin thì lúc đó các bạn mới thấy là cái giá bitcoin có cái sự tăng trưởng rất là đột biến đó chính là lúc mà chúng ta hy vọng bitcoin qua được cái mức là 100.000 đô và đây là cái tình hình bây giờ tại sao mà giá Bitcoin này tăng một cách không kiểm soát như vậy Tại vì các bạn thấy là hết đợt này tới đợt kia Hết cái đợt FOMO đến từ những cái tổ chức đầu tư Bây giờ đến chỉ đợt FOMO đến từ cái người thông thường Và cái sự FOMO của người thông thường đó các bạn thấy những nhà đầu tư riêng lẻ đó chỉ mới bắt đầu mà thôi chúng ta bây giờ đó là vẫn chưa có nghe nói tới nhiều các bạn vẫn chưa nghe nói tới cái sự bùng nổ tại vì cho mình thấy là xung quanh các bạn bây giờ bao nhiêu người họ có bạn về Bitcoin rồi có thể là bắt đầu thấy có nhiều người hơn nhưng mà những bên nào mà ở trong thị trường này năm 2017 cũng đã biết là lúc đó thì ai cũng nói về Bitcoin hết thậm chí các bạn thấy là thuận lên trên máy bay à, thì phần lớn mọi người trên máy bay cũng đồn đại về Bitcoin lúc đó là cái đợt mà các bạn thấy là phô mối rất mạnh đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ chúng ta vẫn chưa đến cái mức đó và tôi đã chia sẻ về cái biểu đồ liên quan đến bao nhiêu người đang tìm kiếm Bitcoin đó thường nghĩ là chúng ta chỉ không tới 10% của cái đỉnh nữa cho nên chúng ta vẫn còn thời gian rất là dài trong một đợt tăng trưởng này. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.